dây chuyền đó là vì tiểu tam. Hello, welcome back. Chúng ta chơi Hell Clean. Chúng ta sẽ chạy đua nào. Ôi vãi, không ăn được xăng. Không có chỗ này không lên được. Con xe này là cái độ thăng bằng hơi kém. Sống thần này. Trời ơi, còn đúng một con. Ủa? Cái gì vậy? Vẫn tiền trộm này nè.
Ủa cái này cái tẩy tôi không nhìn nãy chả biết cái gì. Ủa, chết màn rồi. Chơi Aspatubo. Là chơi cố gắng 3.000 điểm thôi. Rồi rất là tiền vàng rồi. Chúng ta đang ở màn 47. Thank you.
Rồi, bắn chúng. Đây là phát cuối này. Hay chúng ta chơi Talking Tom đi. Có nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này không kém phần quan trọng mà. Ôi giời sáng thế. Máy mình bị phản sáng rồi. Yeah.
suýt nhất. Ôi tôi đang đâu. Nhất. Mày nhanh 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 nhầm đường rồi, mày thanh niên này nhầm đường rồi, tối nhất rồi. Ô vẫn còn một vòng nữa. Một vòng nữa. Như là chơi rap bao pho. Năm mạng rồi, hết hai trái tim rồi. Cái đoạn này hay rơi xuống nước lắm rồi. Tôi về thử cái này lên. Ô cày nhau.